trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây ông trump nhắc đến kịch bản ông biden quay lại đường đua tranh cử tranh luận trực tiếp với ông trump bà harris sẽ lộ những điểm yếu nào bầu cử tổng thống mỹ châu âu không hoàn toàn đồng điệu với washington nga tiến công nhanh nhất trong hai năm qua ở donbass ra điều kiện với kiev ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Newsweek, mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận ám chỉ về việc Đảng Dân Chủ có thể đưa Tổng thống Joe Biden trở lại cuộc đua tới Nhà Trắng. Trong bối cảnh Phó Tổng thống Kamala Harris không còn dẫn trước trong các cuộc khảo sát. Ông Trump viết trên mạng xã hội Chốt Social, kết quả thăm dò của bà Harris đã bắt đầu sụt giảm. Vậy Đảng Dân chủ định đưa ai ra thay thế? Có thể là một cuộc tái xuất của Tổng thống Biden. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp với bà Harris trên đài ABC News. Theo ông Trump, các chính sách bà Harris đề xuất mang tính cực tả, ghét ông Trump dưới danh nghĩa đoàn kết. Ông cho rằng Tỷ lệ ủng hộ của bà Harris bị giảm trong thời gian qua vì cử tri đã nhận ra những vấn đề của bà. Kết quả khảo sát mới nhất của tờ New York Times và Đại học Siena cho thấy ứng viên đảng Cộng Hòa đang dẫn trước Phó Tổng thống với khoảng cách xít sao 48% so với 47%. Kết quả này được xem là một bước lùi nhằm vào đa tiến của bà Harris trong thời gian qua kể từ khi bà thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ở một số cuộc khảo sát khác, bà Harris cũng có kết quả khá lạc quan. Theo kết quả thăm dò toàn quốc của Decision Desk HQ, The Hill, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc 3,2 điểm phần trăm, tương đương 49,4% so với 46,2%. Vừa qua, hai ứng cử viên đều đang lên những kế hoạch nhằm tăng lượng cử tri ủng hộ tại các bang chiến địa. Trong khi ông Donald Trump có bài phát biểu về chính sách thuế và vấn đề nhập cư tại cuộc vận động ở bang Wisconsin, Phó Tổng thống Kamala Harris lại lựa bang Pennsylvania để tập trung kế hoạch cho việc phản bác những câu trả lời sắc sảo của đối thủ Đảng Cộng hòa. Tại cuộc vận động ở Mosney, bang Wisconsin, cựu tổng thống Donald Trump đã cam kết áp đặt các mức thuế quan chưa từng có và siết chặt chính sách nhập cư nếu đắc cử. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cảnh báo rằng, ngay cả các đồng minh của Mỹ như Liên minh châu Âu cũng sẽ phải đối mặt với các biện pháp hạn chế thương mại mới nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày năm tháng 11. Ông Trump cũng liên tục mô tả người nhập cư như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Wisconsin cho rằng họ là nguyên nhân đang cấp đi việc làm và gây tổn hại cho người dân Mỹ. Trong khi đó, bà Harris đã tận dụng vài ngày nghỉ ngơi ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania để chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump vào tuần tới. Khi được hỏi thông điệp chính mà bà muốn truyền tải trong cuộc tranh luận đầu tiên, bà Harris nhấn mạnh đã đến lúc khép lại trang sách về sự chia rẽ, đã đến lúc đoàn kết đất nước và vạch ra một con đường mới phía trước. Điều quan trọng là đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái. Mọi người đã kiệt sức vì sự chia rẽ và những nỗ lực chia rẽ chúng ta với tư cách là người Mỹ. Cuộc tranh luận tổng thống hôm mùng 10 tháng 9 đánh dấu lần thứ 7 ông Donald Trump xuất hiện trên sân khấu với tư cách ứng cử viên tham gia tranh cử, trong khi đây là lần đầu tiên bà Kamala Harris đại diện một đảng lớn bước lên sàn đấu. Nhiều nhà quan sát nhận định bà Harris đang lên dây cót cho sự kiện quan trọng sắp tới nhằm đánh bại đối thủ trên sàn tranh luận cũng như trên bản đồ bầu cử tháng 11 tới. Trong những ngày gần đây, Phó Tổng thống đã giảm các hoạt động tranh cử trước cử tri và dành nhiều thời gian tại một trung tâm tập dượt tranh luận chuyên sâu ở khách sạn Omni William Penn, Pittsburgh. Theo nguồn tin từ Washington Post, các trợ lý của bà Harris đã tạo ra một bối cảnh giả để mô phỏng bố cục của phòng tranh luận thật. Thậm chí nhóm này còn chuẩn bị người đóng thế ông Donald Trump tham gia tranh luận để bà làm quen dần với những màn chỉ trích gay gắt từ phía đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia đảng Cộng hòa Kevin Spillane, người từng là cố vấn cho đối thủ của bà Harris, là ông Steve Coley, trong cuộc đua giành chức Tổng trưởng lý California năm 2010 cảnh báo rằng việc chuẩn bị quá kỹ lưỡng có thể khiến những phát biểu của bà trở nên cứng nhắc, máy móc và kém thuyết phục. Các nội dung trong chương trình nghị sự bị nhồi nhét quá mức trong các bài phát biểu sẽ đẩy bà ấy xa rời cử tri Mỹ, trong khi cách thể hiện tự nhiên và thoải mái của ông Trump thường được lòng đám đông hơn bà Harris có xu hướng đi sâu vào các chi tiết khi phát biểu trước đám đông, khiến chúng trở nên khó hiểu với đa phần người nghe. Bản thân ông Trump cũng chỉ ra rằng với những lập luận như vậy, bà Harris không phù hợp để tranh cử do thiếu tác phong của một tổng thống. Khác với đối thủ của mình, ông Trump không chú trọng việc tập dượt các tình huống tranh luận giả định mà dành thời gian ra soát lại quan điểm chính sách thông qua các cuộc thảo luận với các cố vấn, chuyên gia chính sách và các đồng minh. Bên cạnh đó, ông Spillane cũng cho biết tiếng cười dễ lan tỏa của bà Harris cũng dễ dàng trở thành một điểm yếu trên sàn tranh luận, coi đó là dấu hiệu cho thấy bà chưa chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đối đầu. Ông nói, không chỉ ông Trump, nhiều cử tri cũng cảm thấy khó chịu khi thấy một ứng cử viên tranh cử cười quá nhiều khi phát biểu nhằm tạo ra sự gần gũi với những người xung quanh, điều đó làm bà ấy trông có vẻ giả tạo. Một cuộc tranh luận tổng thống là thách thức đối với hầu như tất cả các ứng cử viên, đặc biệt đối với người mới như bà Harris. Chuyên gia nghiên cứu khoa học Karen Hilt tại Virginia Tech nhận định rằng bà Harris phải đối mặt với thách thức lớn là tiếp nối thành công của mình kể từ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nơi bà chính thức nhận đề cử đại diện đảng. Hiện nay, sóng nhiệt ủng hộ bà Harris có dấu hiệu tạm lắng khi Phó Tổng thống vừa xếp sau đối thủ Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất do New York Times, Siena College công bố. Trong thời gian tranh luận, cử tri sẽ so xét phản ứng của bà đối với những lời chỉ trích về chính quyền Biden, Harris, những câu hỏi về vị trí và thành tựu của bà trong quá khứ với tư cách là một chính trị gia cũng như kế hoạch dành cho nước Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới nếu bà thắng cử. Bà Hurt nói, một nụ cười gượng gạo, một phút ngập ngừng của bà Harris khi đối đầu với ông Trump đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Chuyên gia Hurt cũng đưa ra dẫn chứng cho thấy, Phó tổng thống Harris từng thể hiện điểm yếu tranh luận trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hồi năm 2020 bà đã thể hiện tốt nhất khi nhớ lại các sự kiện và lập trường chính sách, nhưng lại có phản ứng thiếu mạnh mẽ khi bị đối thủ công kích trực tiếp vào hồ sơ chính trị của mình. Dẫn lời các quan chức, nhân viên chiến dịch và nhà tài trợ, tờ USD Today cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump và các đồng minh đang tập trung với nỗ lực chưa từng có vào việc hướng tới những cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu ở bảy tiểu bang chiến trường được cho là có thể quyết định chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Tháng trước, các tình nguyện viên vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump là Roy Chen và Chris Godberg chuẩn bị đi gõ cửa từng nhà ở York, bang Pennsylvania. Mục tiêu của họ là giành được sự ủng hộ của những cử tri không thường xuyên bỏ phiếu. Những cử tri này được chiến dịch của ứng viên Đảng Cộng Hòa coi là chìa khóa để giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường. Theo cảnh báo của một quan chức Đảng Cộng Hòa, đây được đánh giá là một chiến lược rủi ro cao, đòi hỏi nhiều công sức để thu hút một làn sóng cử tri mới, nhưng cũng có thể không đạt được hiệu quả nếu cuối cùng họ vẫn lựa chọn ở nhà. Trong khi đó, một quan chức giấu tên khác lại bày tỏ lo ngại rằng quá nhiều nguồn lực đang được tập trung vào những cử tri không thường đi bỏ phiếu mà không quan tâm đến những cử tri dao động. Donald Green, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Columbia, chỉ ra, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả hay không? nếu họ đến cùng một địa điểm và liên hệ với cùng một nhóm người thì đó là lãng phí nguồn lực. Các cử tri mục tiêu chủ yếu là người ở nông thôn, người da trắng và trẻ tuổi, nhưng cũng bao gồm một nhóm đáng kể những người da màu. James Bly, giám đốc chính trị của chiến dịch Trump, nói về hãng tin Reuters rằng Chúng tôi biết họ đồng ý với chúng tôi, chúng tôi biết họ ủng hộ chúng tôi, nhưng chúng tôi phải đưa họ đến các điểm bỏ phiếu. Trong một bảng thăm dò ý kiến cử tri do New York Times, Siena College thực hiện và công bố kết quả vào ngày 8 tháng 9. Hai ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang bám sát nhau với tỷ lệ xít sau 48% và 47%. Cùng theo bảng thăm dò này, đối với những cử tri không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2020, tỷ lệ ủng hộ ông Trump hơn bà Harris 9 điểm phần trăm. Chiến dịch tranh cử của ông Trump coi việc tập hợp những người ủng hộ trung thành, những người ít có xu hướng đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng. Chiến dịch này cũng nhằm đến những người độc lập, và những cử tri dễ bị dao động, một nhóm mà họ ước tính chiếm 11% cử tri ở các bang chiến trường. Jason Capenroe, cựu giám đốc điều hành của Đảng Cộng hòa ở Michigan, cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đã khôn ngoan khi nhắm đến những cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, những người được cho là đã giúp ông giành chiến thắng vào năm 2016. Các tổ chức ủng hộ ông Trump cũng đang đặc biệt tập trung vào nhóm cử tri ít đi bỏ phiếu. Trong số đó, Ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch của ông Trump, America PAC một siêu PAC được tỷ phú công nghệ Elon Musk hậu thuẫn, và Turning Point Action, một tổ chức phi lợi nhuận do nhà hoạt động cánh hữu Chuck Leakey lãnh đạo, đang có kế hoạch chi 108 triệu đô la Mỹ để thuê hàng trăm người gõ cửa từng nhà tại các bang chiến trường. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng các cuộc tranh luận tổng thống khó có ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử cuối cùng. Tuy nhiên, lịch sử đã nhiều lần đưa ra lời phản bác cho nhận định trên. Nhìn lại quá khứ, Cựu tổng thống Jimmy Carter cuối cùng đã đánh bại tổng thống đương nhiệm Gerald Ford trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976. Theo giới chuyên gia, một phần của thất bại này đến từ câu lỡ lời của ông Ford khi ông cho rằng là không có sự ràng buộc giữa Liên Xô và Đông Âu trong một cuộc tranh luận tổng thống chính thức trên sóng truyền hình. Tại thời điểm lúc bấy giờ, trật tự hai cực Ianta vẫn chi phối cục diện chính trị thế giới với sự xuất hiện của song cường Xô Mỹ chia đôi hai nửa châu Âu, Đông Âu và Tây Âu. Năm 1984, cựu Tổng thống Ronald Reagan khi ấy đã 73 tuổi từng đề cập đến tuổi tác của mình, điều mà vốn bị coi là tiêu cực tại một cuộc tranh luận đầu tiên với ông Walter Mondale. Câu bông đùa về việc đối thủ của ông còn quá trẻ trong một cuộc đua quan trọng cần nhiều kinh nghiệm chính trường đã giúp ông giành lại niềm tin từ cử tri. Ông Reagan đã giành chiến thắng áp đảo vào cuối năm đó và trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất nước Mỹ cho đến khi bị ông Joe Biden xoán ngồi. Tuy nhiên cùng đặt trong trường hợp của người tiền nhiệm, may mắn lại không mỉm cười với ông Biden. Trong cuộc tranh luận tổng thống gần nhất với ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump hồi cuối tháng 6, ông Joe Biden đã có màn thể hiện kém thuyết phục, làm dấy lên lo ngại từ chính nội bộ đảng về khả năng tiếp tục tranh cử của người đứng đầu nhà trắng. Ông Biden tiếp tục trượt dài với những phát ngôn nhầm lẫn sau đó tại cuộc họp báo hậu hội nghị thượng đỉnh NATO, đẩy sự việc đi xa ngoài tầm kiểm soát và biến vấn đề sức khỏe của ông thành tâm bão chỉ trích từ Đảng Cộng hòa. Ngày 21 tháng 7, tổng thống Biden đã tuyên bố rời đường đua tái tranh cử ngay khi cuộc bỏ phiếu tháng 11 đang đến rất gần. Phải thừa nhận rằng là cuộc đua vào nhà trắng năm nay có nhiều điểm đặc biệt. Sự trở lại của một cựu tổng thống với đường lối tranh cử khác thường, sự rút lui của một ứng viên truyền thống với hơn 50 năm kinh nghiệm tham gia chính trường và sự xuất hiện của một luồng gió mới đa dạng hơn về màu da, giới tính cũng như cách thức tiếp cận với cử tri. Phát súng ám sát chấn động trong một sự kiện vận động ở Pennsylvania hồi tháng 7 vừa qua từng đưa ông Trump lên trang nhất nhiều mặt báo suốt nhiều tuần, đã kịp nhường chỗ cho tiếng cười của bà Harris vang vọng khắp các nền tảng truyền thông bao gồm TikTok, nơi mà ông Trump chưa từng công khai xuất hiện. Ông Trump cũng có lúc lâm vào thế bí khi những đòn công kích từng phát huy tác dụng với đối thủ cũ là Biden dường như đã mất hiệu quả khi được sử dụng lên bà Harris thậm chí là bị phản ngược về phía chính cựu Tổng thống. Trong thời gian gần đây, ông Trump và bà Harris liên tục bám sát xít sao trên các bảng xếp hạng với tỷ lệ sai số là 3 điểm phần trăm, tỷ lệ thường thấy trong mọi cuộc khảo sát. Rất khó nói ứng viên nào đang ở kèo trên chỉ thông qua những con số này. Đối với cả hai ứng viên, khả năng chiến thắng đều đang ở trong tầm tay. Các cuộc tranh luận Tổng thống thường được xem là diễn đàn công khai để cử tri nhìn nhận rõ sự đối lập giữa hai chính sách nghị sự của ứng viên lưỡng đảng. Nhà nghiên cứu chính trị Aaron Kahn thuộc Đại học Michigan của Mỹ nhận định rằng sức hút của cuộc tranh luận này tương tự với những màn so găng trong giới thể thao. Khán giả theo dõi chương trình có thể đưa ra sự lựa chọn của mình và cổ vũ cho một đảng chính trị mà họ thấy hứng thú hơn. Ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ có màn tranh luận chính thức đầu tiên vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, tức là 8 giờ sáng nay ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Phó Tổng thống Harris sẽ phải trải qua cuộc chạm trán có rủi ro cao khi mà không có kịch bản viết sẵn như những sự kiện mà bà từng tham gia trước đó. Trong khi ông Trump có phần ung dung khi bước vào phần tranh luận Tổng thống thứ bảy kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang tạo ra nhiều thay đổi quan trọng với tác động lớn đến toàn cầu, đặc biệt là châu Âu. Bất kể kết quả bầu cử ra sao, lợi ích của châu Âu không hoàn toàn đồng điệu với Washington nhận định với tờ Politico châu Âu, Politico.eu mới đây, ông Jörg Rochon, hiệu trưởng của Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu tại Berlin, Đức cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đang diễn ra với nhiều thay đổi quan trọng và kết quả sẽ có tác động toàn cầu, đặc biệt là đối với EU. Tuy nhiên, bất kể kết quả là gì, lợi ích của EU không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Washington và đã đến lúc EU cần nhận ra để phản ứng phù hợp trước những thay đổi chiến lược từ mỹ dù ai thắng cử mỹ đang tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực ấn độ dương thái bình dương chính sách này đã bắt đầu từ thời cựu tổng thống obama và tiếp tục dưới thời donald trump và joe biden ngoài vấn đề chiến lược mỹ cũng đang chuyển dịch sang các chính sách kinh tế mang tính bảo hộ như đạo luật giảm lạm phát ira và duy trì thuế quan đối với thép và nhôm từ thời chính quyền của ông trump điều này đã gây ra căng thẳng kinh tế với châu âu đặc biệt khi chính quyền của ông biden không mở rộng các khoản ưu đãi với xe điện cho các nhà sản xuất châu âu nếu ứng cử viên tổng thống kamala harris đắc cử chính sách kinh tế của bà nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng này dẫn đến cạnh tranh kinh tế ngày càng gai gắt giữa hai bờ đại tây dương thay vì hy vọng vào một kết quả bầu cử có lợi eu cần xác định và hành động theo những mục tiêu chiến lược riêng để duy trì tự chủ và bảo vệ lợi ích dài hạn các biện pháp quan trọng mà châu âu cần triển khai bao gồm Thứ nhất, tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác nội khối. EU cần tăng cường chi tiêu cho an ninh và quốc phòng để củng cố năng lực tự vệ và đảm bảo rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ khi cần thiết. Việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Âu có nền công nghiệp quốc phòng mạnh sẽ giúp EU xây dựng một hệ thống quốc phòng tự chủ hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới trong khu vực dân sự. Thứ hai, phát triển thị trường vốn và củng cố đồng Euro. EU cần xây dựng các thị trường vốn mạnh hơn và củng cố vị thế của đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng tài trợ cho các dự án đổi mới và tăng trưởng ở châu Âu, đồng thời tăng cường tính tự chủ và độc lập chiến lược của khu vực. Thứ ba, đàm phán các thỏa thuận thương mại toàn diện. EU cần tích cực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các khu vực khác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Sự thất bại của Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên đại Tây Dương, TTIP, là một bài học quý giá. EU cần tránh lặp lại sai lầm này với các khu vực như Mỹ Latinh và châu Phi, đặc biệt là với thỏa thuận Mercosur. Dù vậy, Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và thông qua NATO, nhưng điều này không có nghĩa là lợi ích của hai bên hoàn toàn phù hợp. Do đó, EU cần thừa nhận rằng những thay đổi chiến lược của Mỹ không chỉ là tạm thời mà là một xu hướng dài hạn, đòi hỏi khối phải xây dựng một chiến lược độc lập và phù hợp hơn để bảo vệ lợi ích của mình. Có thể nói, đã đến lúc EU ngừng đặt hy vọng vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ và bắt đầu hành động quyết liệt để xây dựng sức mạnh chiến lược và kinh tế độc lập. Điều đó không chỉ giúp châu Âu duy trì được sự tự chủ mà còn bảo đảm rằng EU có thể đối mặt với những thách thức quốc tế một cách tự tin và kiên định. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Ukraine đã chuyển hướng sang phát triển và sử dụng tên lửa nội địa sau khi Mỹ quyết định không cung cấp các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Dù vẫn nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây, Kiev đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn vũ khí từ bên ngoài bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh ở Đức. Phát biểu tại căn cứ không quân Rimstein vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ không giúp thay đổi cục diện cuộc xung đột. Điều này đẩy Kiev và thế phải tự phát triển vũ khí riêng để đối đầu với Nga. Đài phát thanh quốc tế DVK của Đức cùng ngày đưa tin, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng tự chủ quốc phòng. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng vũ khí tầm xa do trong nước sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không thể chống trả bằng vũ khí của chính họ. Hơn nữa, các tên lửa mà Ukraine nhận được từ phương Tây đều có hạn chế về tầm bắn và khả năng triển khai trên lãnh thổ Nga. Để thay đổi khả năng phòng thủ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí từ các đối tác, Ukraine đã nỗ lực triển khai chương trình tên lửa riêng. Như vậy, việc phát triển vũ khí nội địa không chỉ giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ phương Tây mà còn giúp kế ép linh hoạt hơn trong các hoạt động quân sự. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi các loại tên lửa hiện có từ các đối tác phương Tây đều bị giới hạn về tầm bắn, không thể triển khai trên lãnh thổ Nga. Theo DVK, Ukraine đã đạt được nhiều thành tựu trong chương trình phát triển tên lửa của mình. Một trong số đó là dòng tên lửa chống hạng R-360 Netwin vốn đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng từ năm 2020. Tên lửa này có tầm bắn lên đến 300 km và đã ghi dấu ấn khi đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga vào tháng 4 năm 2022. Phiên bản mới của Netwin đã được cải tiến với tầm bắn lên đến 400 km và đầu đạn nặng 350 kg, tăng gấp đôi so với phiên bản chống hạng ban đầu. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phát triển tên lửa tầm xa Shapsan với tầm bắn lên đến 500 km và khả năng phá hủy cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Được biết đến với tên xuất khẩu là Hrim-2, loại tên lửa này đã được sản xuất cho Ả Rập Xê Út với tầm bắn 280 km. Bên cạnh các tên lửa, Ukraine còn triển khai thiết bị bay không người lái UAV chiến đấu. Palianisia có tốc độ cao hơn nhiều so với các dòng UAV khác. Mục tiêu chính của Palianisia dự kiến sẽ là các sân bay quân sự của Nga trong tầm bắn từ 600 km đến 700 km từ biên giới Ukraine. Theo thông tin từ United 24, chi phí sản xuất Palianisia thấp hơn nhiều so với các tên lửa có tầm bắn tương tự, mở ra triển vọng mở rộng quy mô sản xuất và sử dụng. Mặc dù Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Một trong số đó là duy trì và mở rộng khả năng sản xuất trong bối cảnh xung đột và phụ thuộc vào một số linh kiện từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự người Anh, Frank Ledwich, Ukraine có đủ khả năng sản xuất đủ tên lửa trong một cuộc xung đột kéo dài với Nga. Ông nhấn mạnh rằng, trước xung đột, Ukraine là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghệ không gian, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc chế tạo tên lửa đầy và các loại vũ khí tương tự. Việc phát triển tên lửa và UAV nội địa cho thấy, Ukraine đang muốn củng cố khả năng tự chủ quốc phòng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và nâng cấp liên tục các hệ thống vũ khí trong bối cảnh giao tranh kéo dài Tổng giám đốc nhà máy ICUS Alexander Vyprep chia sẻ Nhà máy chế tạo máy bay Nga Tại ICUS đã bắt đầu nâng cấp Máy bay chiến đấu Sukhoi su khôi Su-30SM Flanker C Bằng động cơ mạnh hơn là AL-41F Thay cho AL-31F Theo ông Alexander Vyprep Với những cập nhật mạnh mẽ Giờ đây chúng tôi có một tiêm kích Với động cơ mạnh hơn và hệ thống vũ khí hiệu quả hơn. Tất nhiên, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về máy bay này. Cho đến nay, chỉ có phiên bản nâng cấp Su-30SM2 được trang bị động cơ tiên tiến này, trong khi phiên bản Su-30SM vẫn đang sử dụng động cơ AL-31F. Với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, có khả năng máy bay Su-30SM2 với động cơ AL-41F sẽ được bàn giao cho không quân Nga để thực chiến. Su-30SM là phiên bản mới của máy bay chiến đấu Su-30. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu như radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S. Điều này giúp Su-30SM tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Vũ khí của máy bay chiến đấu Su-30SM là súng tự động GSH-301 30mm với cơ số đạn 150 viên đạn HE. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung R-77, R-27, R-73, tên lửa hành trình chống hạm KH-35, bom dẫn đường UMPK. Gia đình Su-30SM đóng vai trò then chốt trong việc hiện đại hóa phi đội máy bay của Nga. Chúng đã thể hiện khả năng của mình trong các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là các hoạt động ở Ukraine. Còn AL-31F và AL-41F là động cơ phản lực cánh quạt, đều do công ty Saturn của Nga phát triển. Động cơ này được ca ngợi vì lực đẩy tốt và độ tin cậy cao, được trang bị bộ đốt sau một giai đoạn, đảm bảo hiệu suất vững chắc ở cả tốc độ dưới âm và siêu âm. Động cơ AL41F là một bước tiến vượt bậc so với AL31F. Nó cung cấp lực đẩy cho Su-30 MK1, Su-35 và cả các biến thể hiện tại của Su-57. Một tính năng nổi bật là khả năng điều khiển vector hướng phụt giúp tăng cường khả năng cơ động cho các máy bay lắp đặt dòng động cơ này. Sự cải tiến này dẫn đến hiệu suất vượt trội trong các tình huống chiến đấu trên không, cải thiện sự nhanh nhẹn của chiến đấu cơ trong các pha rẽ hẹp. Động cơ AL-41F có khả năng tăng tốc và tốc độ leo cao tốt hơn, cho phép máy bay đạt đến giới hạn hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, hiệu suất nhiên liệu được cải thiện của AL-41F có nghĩa là dù động cơ có lực đẩy mạnh hơn, nhưng lại ít hao tố nhiên liệu. Thiết kế tiên tiến của động cơ cũng làm giảm tín hiệu hồng ngoại và radar, tăng khả năng sống sót của máy bay trước phòng không đối phương. Việc tích hợp một động cơ tinh vi như AL-41F không chỉ nâng cao khả năng chiến đấu của máy bay, mà còn củng cố vị thế của Su-30SM trong chiến tranh trên không hiện đại, khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm với các chiến đấu cơ của phương Tây. Thư ký Hội đồng An ninh Nga ông Sergei Shoigu cho biết Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass. Nhưng trái với mong muốn của Ukraine, lực lượng Nga đã tăng tốc độ tấn công ở Donbass, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trong tháng 8 và 8 ngày đầu tháng 9. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo tiền tuyến cho thấy, trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donbass đã tiến công với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua, mặc dù Ukraine cũng đã kiểm soát một phần tỉnh Kursk của Nga. Các hãng tin Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 4 ngôi làng ở miền đông Ukraine. Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở Donbass, trong khi đang tiếp tục tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk và tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine. Tiếp đó, Nga cũng đã giành quyền kiểm soát làng Memrich cách Pokrovsk khoảng 24 km về phía đông nam. Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quân đội Nga có kế hoạch đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Ông Peskov nói, tất nhiên quân đội có tất cả các kế hoạch cần thiết, nhưng tôi không nghĩ rằng những kế hoạch này có thể được thảo luận công khai. Trong khi đó, hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc sau khi Kiev bất ngờ rút khỏi đàm phán với Moscow về các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột. Phát biểu trên truyền hình, ông sohu nói rằng, chừng nào lực lượng Ukraine còn ở trên lãnh thổ Nga thì sẽ không có cuộc đàm phán nào với Kiev và đây cũng là lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky trước đó đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991. Trong khi đó, Nga tuyên bố mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào Nga. Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết, ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới kursk ở nga cuối cùng sẽ thất bại tổng thống putin chỉ trích cuộc đột kích của ukraine vào kursk là hành động gây xung đột nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng chủ nhân điện kremlin cũng nêu rõ nga sẽ không đàm phán khi ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự Một phóng viên của Axios cho biết Washington có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Lệnh hạn chế vũ khí tầm xa ban đầu được đặt ra để cho phép Mỹ và các đồng minh tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn cung cấp cho Ukraine khoảng 200 tỷ đô la Mỹ hoặc hơn. Kiev đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế này từ tháng 5. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự định công bố sự thay đổi chính sách trong chuyến thăm Kyiv cùng với người đồng cấp Anh David Lammy vào tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller xác nhận ông Blinken có mặt tại Kyiv ngày 11 tháng 9 để thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với việc phòng thủ của Ukraine. Ông không công bố bất kỳ sự thay đổi chính sách nào. Tuy nhiên, Bloomberg trích dẫn ông Blinken trước đó đã nêu lên dấu hiệu sự thay đổi lập trường của Washington có vẻ như liên quan đến các cáo buộc rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo với ông Lamy ở London rằng chúng tôi sẽ xem xét và lắng nghe yêu cầu của Ukraine. Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa vào ngày 13 tháng 9 tại Washington. Bên cạnh đó, ông Blinken cho rằng Iran đã chuyển giao một số lượng không xác định tên lửa Phát-360 cho Nga và rằng Moscow sẽ sử dụng chúng chống lại Ukraine trong vòng vài tuần. Iran phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này, khẳng định rằng họ không ủng hộ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc phương Tây can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an. Cuối tháng 8, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định rằng chính sách của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa vẫn không thay đổi. Ukraine đã nhiều lần phóng máy bay không người lái tới tận Moscow trong đó có vụ tai tiếng là đâm một chiếc vào nóc điện Kremlin vào giữa năm ngoái. Gần đây, một máy bay không người lái khác của Ukraine đã tấn công một tòa nhà dân cư ở khu vực Moscow, khiến một thường dân thiệt mạng và ba người bị thương. Dù không được cấp phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng tại hội nghị và các cuộc gặp bên lề, Ukraine vẫn nhận được nhiều lời cam kết hỗ trợ vũ khí từ các nước. Cụ thể, Mỹ công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đức sẽ cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành. Canada có kế hoạch chuyển 81.000 quả rocket không đối đất cỡ nhỏ cho Ukraine, cũng như 1.300 đầu đạn trong những tháng tới. Khi các lực lượng của Ukraine tiến hành cuộc phản công ở phía Nam vào tháng 6 năm 2023, Lữ đoàn cơ giới số 47 đã tiến vào tiền tuyến, chật vật vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga bằng xe giải phá mìn hạng nặng Leopard 2R cũ của Phần Lan, xe tăng Leopard 2A6 cũ của châu Âu và phương tiện chiến đấu bộ binh M2 cũ của Mỹ. Đây là một cuộc phản công hao người tốn của của lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ được NATO huấn luyện. Trong nhiều tháng tấn công khó khăn, lữ đoàn đã mất gần như toàn bộ Leopard 2R, một số xe tăng Leopard 2A6 và hàng chục chiếc M2. Đó là chưa kể đến hàng trăm trong số 2.000 binh sĩ của lữ đoàn vào đầu tháng 9 năm 2024, lữ đoàn 47 cuối cùng đã rời tiền tuyến ở Donetsk và được triển khai đến Pavlograd, một nơi tương đối an toàn cách Pokrovsk 96 km về phía Tây. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà vào cùng thời điểm lữ đoàn cơ giới 47 rời khỏi mặt trận Pokrovsk, chính phủ Mỹ đã thông báo gói hỗ trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm số lượng không xác định xe M2 nặng 33 tấn, có thể chở 10 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 7 lính bộ binh. Xe M2 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 25mm cùng với tên lửa chống tăng TOV kép và các khối giáp phản ứng để tăng cường bảo vệ. Hiện không rõ có bao nhiêu xe Bradley M2 nằm trong gói viện trợ mới nhất của Mỹ. Các gói trước bao gồm tổng cộng khoảng 300 xe chiến đấu bộ binh trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Lữ đoàn cơ giới số 47 đã và đang rất cần các phương tiện mới. Sau khi tổn thất nhiều xe tăng Leopard 2A6 và hầu hết xe giả phá mìn Leopard 2R năm ngoái, lữ đoàn này đã trao đổi những xe tăng còn lại cho một lữ đoàn khác và thay thế bằng 31 xe tăng M1 Abrams cùng khoảng 6 xe công binh Assault Breacher từ Mỹ. Lữ đoàn này đã thay thế hàng chục chiếc Bradley bị phá hủy hoặc bị thu giữ bằng nhiều phương tiện này hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Bradley này trong quân đội Ukraine. Trong số tất cả phương tiện chiến đấu Ukraine nhận được từ các đồng minh của họ 30 tháng, từ khi Nga mở rộng xung đột, M2 với sự cân bằng về khả năng cơ động, khả năng bảo vệ và hỏa lực, chính là phương tiện yêu thích của Kiev. Chính vì có M2 mà Bộ Tổng tham mưu của Kiev vẫn tiếp tục điều động lữ đoàn cơ giới số 47 làm nhiệm vụ. Khi lực lượng của Nga phát động cuộc tấn công dọc trục Adipka, Pokrovsk vào tháng 10 năm 2023, các tướng lĩnh đã ra lệnh cho lữ đoàn cơ giới số 47 nhanh chóng từ miền Nam đến miền Đông Ukraina để tham gia phòng thủ. 4 tháng sau, Adipka đã thất thủ khi quân đồn trú thiếu đạn dược và phải rút lui dưới sự bảo vệ một phần của những khẩu pháo tự động của M2 mặt trận miền Đông ổn định trong thời gian ngắn và vào tháng 4, lữ đoàn cơ giới số 47 cuối cùng đã chuẩn bị rời khỏi tiền tuyến để các đơn vị đầu tiên được nghỉ ngơi sau 9 tháng. Tuy nhiên sau đó, quân đội Nga đã xuyên thủng phóng tuyến của Ukraina quanh làng Ocheritino, tiến quân ổn định về phía tây và cuối cùng chỉ còn cách Pokrovsk 9,6 km. Lữ đoàn cơ giới 47 đã quay trở lại và tham gia vào cuộc giao tranh quanh Ocheritino cũng như tiếp tục chiến đấu trước các cuộc tiến công của Nga. Năm tháng sau, lữ đoàn cơ giới 47 đã mất hầu hết xe Assault Preacher, 1 phần 3 số xe tăng Abram và khoảng 20 chiếc Bradley. Ngay cả với sự nỗ lực của một tiểu đoàn sửa chữa trên tiền tuyến, sửa chữa những chiếc M2 Bradley bị hỏng để đưa chúng trở lại chiến trường, lữ đoàn cơ giới 47 dường như đang cạn kiệt những chiếc Bradley có thể hoạt động đầy đủ. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi khi lữ đoàn này ổn định trong thời gian nghỉ ngơi và thêm nhiều phương tiện M2 được chuyển đến bằng tàu thủy, tàu hỏa và xe tải. Lữ đoàn cơ giới 47 sẽ nghỉ ngơi và tổ chức lại lực lượng trong bao lâu vẫn khó có thể dự đoán được. Giữa lúc đó, Nga đang tiến về Pokrovsk và đạt được những bước tấn công nhỏ ở phía bắc và phía nam thành phố.